Xin chào tất cả anh em nhé. Chương trình lại lên dích hú còn neo 79 anh em. Mở bát pha đầu không biết có ngon không anh em ạ. Được 14 lượt miễn phí. Làm quả nổ mắc win thì lại ngon. Nếu anh em nào chưa đăng ký con game neo 79 thì mình có để link dưới phần bình luận cho anh em đăng ký nha anh em. Khi anh em đăng ký, anh em liên hệ qua tài này của mình. Anh em sẽ nhận được 39k code anh em. Với lại con game Neo 79 này khuyến mại nặng đầu là 100% anh em ạ. Nạp một củ được hai củ, nạp một lít thì được 2 lít anh em ạ. Pha này có được một củ ba anh em ạ, còn 4 lượt nữa x35 này mà nó không ra sản phẩm chán đấy, còn 2 lượt anh em ạ. Khả năng là không ăn thua rồi. X10 được có 880k. Cuối cùng, ui sai ơi, có được hai của 4 anh em ạ. Ai, chúng ta quay tay nhỉ. Trăm ba. Đã đi 2 lít rồi, còn được ít vậy, X10 pha này ngon này. Được hơn hai củ anh em ạ. Ok anh em, mình sẽ lên mắc min cược của nó luôn anh em ạ. 7 củ. Nếu anh em xem video hay thì đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh anh em. Mình chúc anh em quay hú nổ mắc win. Vốn này cũng bé thôi. Làm quả mắc win thì lại ngon, có gì đâu mà khó ấy nhỉ. X15 17 được 34 này. Lại được quả miễn phí 15 lượt quay nữa, xem nổi như nào. Liệu có ra đảo không? Còn 11 tay thôi, 12 tay thôi là đứt được anh em ạ. Ui giời ơi, được quả miễn phí anh em ạ. Pha này ngon này. Con Neo 79 hay săn được những cái lượt miễn phí anh em. Trừ khi là đen anh em ạ. Đỏ thì mình cứ đớp thôi. Đúng rồi. Lại thêm một pha nữa. Chuẩn rồi. X đi. Đúng rồi, X12 pha này ngon anh em ơi. Làm quả được bao nhiêu vậy? Được 17 củ anh em ạ. Còn 13 lượt nữa. X2. Mắc win em ơi. Càng nhiều anh lại càng thích. X5. À, ăn đủ, ngon vậy. X17 anh em được 27 này. Siêu phẩm Neo 79. Trước mình đa số hay bắt cầu, nhưng dạo này mình sẽ chơi những cái cổng để quay hú như vậy. Chuyển sang web quay hú nổ thì ăn vài chục vài tỷ. X ơi, sải ơi, ăn to thắng lớn vậy chơi, 14 củ nè. Đồ quả miễn phí 15 lượt quay thôi mà lên tận 60 mấy củ, nhưng mà còn một lượt cuối cùng nào. Ôi không ăn thua anh em ơi, được 61 củ anh em. Một pha gọi là nổ cũng gọi là cũng chưa hẳn là mắc, coi như là mắc win đi anh em ạ. 61 này, vốn có 5 6 7 củ nay ăn được rút hết rồi anh em ạ. Pha này được 1 củ này. X2. X2 chưa là cái gì cả anh em ạ. Lại được quả miễn phí nữa thì lại ngon. Năm lít này.
xuống đến 60 là chốt nhá cả nhà. Ôi, đen ở đây anh em ạ. Nổ quả mắc win khả năng là toang anh em ạ. Còn lượt cuối cùng nổ nào. Ok anh em, không nổ thì video của mình đến đây là kết thúc anh em ạ. Vốn cũng ít thôi, lấy được 60 cũng khá ngon anh em ạ. Hẹn anh em ở những cái video sau nhé. Chúc anh em quay cái hũ neo 79. Chúc anh em may mắn chiến thắng nha anh em. Bye bye anh em.